Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coi68. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký KYC và nạp rút tiền trên nền tảng giao dịch điện tử phái sinh FTX, một giao dịch mới nổi trong thời gian gần đây. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một địa chỉ email, ảnh chụp mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân kèm ảnh chụp selfie mặt trước chứng minh nhân dân để KYC, hoặc có thể thay thế bằng thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe. Và cuối cùng là các bạn cần tải app Google Authenticator về điện thoại của mình. Được rồi. Về đăng ký thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bấm vào ghi danh. Các bạn đăng ký chứ các bạn chỉ cần nhập một email của mình vào đây và nhập mật khẩu. Hãy nhớ là mật khẩu cần thỏa mãn 4 yêu cầu sau, đó là dài hơn 8 ký tự, có chữ in hoa, có chữ in thường và có một ký tự đặc biệt ít nhất. Rồi, đây là mã giới thiệu của Coi68. Nếu các bạn đăng ký vào đường link ở trong phần mô tả của video thì sẽ được giảm 5% chi phí giao dịch. Rồi, mình đã có mail rồi thì mình chỉ cần đăng nhập vào thôi. New. Rồi, nhập mật khẩu vào. Đó, bây giờ chúng ta đã có thể đăng nhập xong. Nhưng mà sau khi đăng nhập thì hãy các bạn nhớ là kích hoạt 2FA. 2FA thì các bạn vào đây cài đặt. Được rồi, cài đặt danh tính verification level đang là 1. Thì đây là link giới thiệu của các bạn này. Nếu mà các bạn muốn chia sẻ link cho bạn bè hoặc gia đình thì các bạn có thể dùng cái link này. Rồi, chúng ta đến với phần bảo mật tài khoản xác thực hai lớp. Thì các bạn có hai lựa chọn là xác thực bằng Google Authenticator hoặc là SMS là tin nhắn. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn dùng Google Authenticator tại vì SMS thường nó sẽ có delay. Có nhiều lúc thì có thể đến 1 phút lận. Rồi chúng ta bấm vào xác thực Authenticator. Thì đây là mã QR. Các bạn chỉ cần dùng app Google Authenticator quét mã QR này là các bạn đã có thể sử dụng được rồi. Thì sau khi các bạn quét thì trong app Google Authenticator sẽ có một dãy 6 chữ số được thay đổi mỗi 30 giây. Thì nếu mà bạn đăng nhập vào từ một thiết bị mới thì các bạn phải nhập đúng 6 chữ số đó vào thì mới có thể sử dụng được nền tảng giao dịch này. Đó. Rồi. Sau khi xác thực hai lớp thì nếu các bạn cẩn thận hơn, các bạn có thể cài đặt mật khẩu để rút tiền. Thì mật khẩu để rút tiền tức là nếu các bạn đăng nhập vào mà bạn muốn rút tiền ra thì các bạn phải nhập mật khẩu này vào một lớp mật khẩu nữa để bảo mật tài khoản của bạn. Đây là mật khẩu chỉ xem, thì đây là chỉ đọc cho phép người khác đăng nhập vào tài khoản mà không thể đặt hàng rút tiền hay thay đổi cài đặt. Có rất là nhiều các cái loại mật khẩu, các cái lớp bảo mật để phù hợp với nhu cầu của các bạn trên nền tảng này. Được rồi, thì sau khi xác lập mật khẩu 2FA thì chúng ta đến với phần KYC. KYC. Được rồi, ở phần KYC thì các bạn lăn lên đầu trang sẽ thấy xác minh danh tính. Rồi các bạn bấm vào Verify Identity. Thì đây, sau xác minh danh tính thì các bạn chuẩn bị những cái giấy tờ mà mình đã nhắc ở đầu video ấy. Thì sau khi hoàn tất Verification Level 1 thì bạn có thể rút đến 2.000 USD một ngày. Nhưng mà nếu mà bạn muốn rút mà không giới hạn á thì hãy apply đến level 2. Thì ở trong level 2 thì các bạn cần nhập họ và tên. Ví dụ như ở đây là Coi Thị 68 thì điền trước. Quốc gia cư trú là Việt Nam, giấy tờ tùy thân là Việt Nam, nguồn quỹ là thu nhập. Đấy, các bạn có thể chọn được cái này. Rồi, điền địa chỉ của các bạn vào đây. Ở dưới này thì các bạn cần phải nộp minh chứng của mình là chứng minh về địa chỉ này, hóa đơn tiện ích, bản sao kê ngân hàng, hợp đồng cho thuê hoặc chứng minh nhân dân có địa chỉ. Rồi đây là giấy tờ tùy thân, có thể chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau. Rồi, bạn phải cung cấp một ảnh bạn giữ chứng minh nhân dân và một mảnh giấy có ghi ngày mà các bạn đăng ký là ngày hôm nay và dòng chữ FTX. Các bạn cứ chọn tệp xong rồi tải lên thôi. Rồi, đây là dành cho level 3 KYC. Thì các bạn có thể không cần đến level 3 cũng được, chỉ cần những cái giấy tờ ở trên này thôi. Đó, sau khi các bạn điền xong thì đây là phần optional, phần tùy chọn. Đây là những khi mà bạn gặp vấn đề gì thì có thể bấm vào liên hệ qua những kênh này, ví dụ Telegram, để có được sự giúp đỡ từ đội ngũ của sàn. Đó, rồi sau khi xong thì các bạn chỉ cần submit information thôi. Mình thì mình chưa điền. Đó, khá là đơn giản đúng không? Rồi, sau khi các bạn xác minh danh tính và
đặt mật khẩu cấp độ 2 là 23 thì chúng ta đến với phần nạp và rút tiền. Thì các bạn chỉ cần bấm vào ví và đây là xác minh danh tính. Ok, thì đây khi bạn xác minh danh tính á, nó sẽ có một cái thông báo là bạn vẫn chưa hoàn toàn xác minh danh tính của bạn, chỉ có thể rút tổng số là 1.000 USD trước khi hoàn thành. Rồi, ok, bấm bỏ qua. Thì đây, ví dụ mình muốn nạp hoặc rút đồng Bitcoin chẳng hạn, BTC. Đây, ở đây sẽ có nạp tiền hoặc rút tiền, muốn nạp tiền. Thì đây là địa chỉ nạp tiền, thì mã QR để quét cho đơn giản. Rút tiền cũng vậy, cũng rất đơn giản thôi. Các bạn nhập số lượng, các bạn bấm vào đây. Địa chỉ Bitcoin các bạn bấm vào đây. Google Authenticator như mình đã nhắc ở phía trước. Mật khẩu để rút tiền, đây là cái mật khẩu mà các bạn cài đặt, mình cũng đã có nói ở phần trước của video rồi. Xong rồi, sau khi điền hết cái thông tin thì bạn bấm rút tiền, chờ khoảng 1 phút thì tiền sẽ được chuyển về tài khoản của các bạn. Đơn giản mà, đúng không? Rồi, ở phần này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm giao dịch trên sàn FTX. Thì có một số kinh nghiệm các bạn cần lưu ý như sau. Là đầu tiên là số tiền giao dịch không thể nhiều hơn số dư hiện có trong tài khoản. Cái này thì nếu các bạn đã có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng khác thì đã quá quen rồi. Rồi, tiếp theo là mỗi đồng coin trên sàn FTX đều có một mức đòn bẩy khác nhau. Thứ ba là trên nền tảng này có tính phí duy trì lệnh, các bạn hãy để ý cái điều này nhé. Thứ tư là các bạn cần phải phân biệt và hiểu rõ về Move Contract và Future Contract. Nếu chưa rõ thì các bạn có thể xem lại những video mà Coin68 đã làm về nền tảng giao dịch FTX này, nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Và cuối cùng thì khi các bạn giao dịch trên bất kỳ nền tảng nào cũng vậy, hãy luôn nhớ sử dụng lệnh Stop Limit để hạn chế tối thiểu rủi ro, tối đa rủi ro trước khi nhập. Rồi, đây là video hướng dẫn các bạn đăng ký KYC cũng như FA và nạp rút tiền trên nền tảng giao dịch phái sinh FTX. Các bạn nghĩ thế nào về nền tảng này? Hãy comment ý kiến của mình ở dưới video này. Và đừng quên subscribe và like cho kênh YouTube của Coin68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.